mời Vương, Tommy và Hưng. Đầu tiên mời Vương tiến lên. Mấy món mà em làm bữa nay đó quá tuyệt vời. Anh lấy cái đó anh để vô nhà hàng năm sao nào á cũng sẽ bán tuyệt vời. Congratulations. Ngày hôm nay á, Vương là người được chọn, đó là cái sự may mắn. Mà đối với tôi á, chưa phục Vương á, nấu có vẻ là an toàn cho nó chắc chắn để mình cho thấp tuy. Trứng cá caviar và cá tầm, bạn có thể am hiểu, đối với bạn nhắm mắt cũng có thể chế được cái món ăn đó. Mà lần sau tôi mong mỏi mà tôi muốn nhìn về chiều sâu của bạn là ai để mà mình còn đi sâu vào. Tiếp theo mời Tommy. Tommy, tôi rất thích cái cách bạn bứt phá những gì bạn làm. Đánh một ván cờ, một thắng hai thua, thì tôi thấy cái điều đó làm cho tôi rất thích. Mình luôn luôn biết Tommy là có cái sự sáng tạo. Và Tommy là thích thử cái món mà Tommy chưa làm qua. Lưu ý nha, mặc dù mình sáng tạo đẹp nhưng mà luôn luôn cũng phải nghĩ cái món ăn của em phải tinh tế hơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn các giám khảo. Mời Hưng. Tôi thấy em đó có triển vọng lắm. Em có cái chiều sâu, em đã học hỏi và em đã nghiên cứu. Cho nên em phải làm hết tất cả những gì mà em có cái khả năng của mình. Em là một trong những người giỏi. Và ba bạn Vương, Tommy và Hưng, các bạn hôm nay là những đầu bếp xuất sắc nhất. Và trong số các bạn ở đây thì ban giám khảo đã quyết định chọn người chiến thắng với chủ đề ngày hôm nay, cá tầm và trứng cá caviar, đó chính là Vương. Chúc mừng bạn. Yeah. Mỗi người có một cái sở trường, mỗi người có một cái ưu, mỗi người có một cái khuyết. Tom hài lòng về cái kết quả đó. Thì anh Vương ngày hôm nay thực hiện món ăn cực kỳ xuất sắc, tôi cũng thật sự là phục. Tiếp theo xin mời các đầu bếp Giang, Quyết, Hải Anh và Xin vào phòng gặp ban giám khảo. Đầu tiên xin được mời Giang. Khi mà tôi thấy bạn nấu ăn ngày hôm nay, tôi rất buồn. Cách của bạn không bỏ tâm vào ẩm thực của bạn, tôi không thấy một cái gì mà bứt phá hết tất cả. Ngày hôm nay bác Hải có đánh giá, nhận xét tôi là một người đầu bếp không có tâm. Thực sự đây là lần thứ hai. Nếu như tôi mà là người không có cái tâm trong nghề thì thực sự là tôi sẽ không bao giờ tồn tại và sống được với nghề hết. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với bạn. Nấu ăn đừng có nghĩ là nó dễ, nấu mì gói có thể thắng được. Xin lỗi, điều đó không có đâu. Mình phải bỏ tâm, tài và đức trong đó để ra cái món ăn. Không sao cả, đó chỉ là lời nói thôi mà, chả việc gì tôi phải quan tâm hết. Xin mời Quyết tiến lên. Niềm tin của tôi, niềm cách, tư cách của con người của bạn tôi rất quý. Lúc nào tôi cũng nghĩ là bạn một trong những người top shop. Mà ngày hôm nay cái cách thức của bạn nấu đó không bỏ hồn vào nữa. Hỏi tới thì bạn bị mất cái này, hỏi nọ thì bạn quên cái kia. Một lần tôi chấp nhận, mà đây ba lần tôi không chấp nhận được. Mà tôi biết bạn là có tiềm năng đi sâu hơn nữa. Nếu mà bạn nghĩ như vậy, bạn có thể bỏ tâm huyết vào cái món ăn của mình, bảo đảm bạn chả thua ai. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn giám khảo. Được ban giám khảo truyền những thông tin và những nói những cái phê bình đó để người ta biết được mình có tồn tại trong cái top shop này không, hay là mình chỉ là tới đây và mình ra về. Xin mời Hải Anh. Hải Anh, bữa nay đó nói thật sự đồ em làm á quá ngon, cái canh chua đó. Nhưng mà anh thấy bữa nay em không có hiểu về cái chủ đề mà mình đang làm, cái caviar và cá tầm. Caviar em để lên chỉ cho có thôi á. Anh thấy vậy là không phải là mình thật sự nấu. Mời Xin. Mỗi lần anh thấy em á, anh rất là vui. Bởi vì á, em có cái cá tính rất là vui vẻ ha, vui tính. Món ăn của em cũng vậy, mỗi món nó cũng có cái câu chuyện. Nhưng hôm nay á, nói về tới cái món mà ẩm thực đường phố của em á, ví dụ mình ăn vậy á, thì nó vừa chín ngon, nhưng mà kèm với nhiều bánh hỏi nè ha, hành phi nè ha, mỡ hành nè, à, nó nhiều nhiều vị, nó ác, nó sẽ ác cho cái cá, mình ăn không được cái vị ngọt tự nhiên của cái cá này. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn giám khảo Charlie. Và bây giờ tôi xin công bố hai người sẽ bước vào vòng quyết đấu, đó chính là Giang và Quyết. Xin Hải Anh, các bạn an toàn. Đầu bếp Quyết và đầu bếp Giang, hãy lắng nghe đề bài nhé. Hãy làm ra một món ăn trong thời gian ngắn nhất và tối đa là 15 phút. Bắt đầu. Tại vì cứ biết hôm nay
cái lỗi của Quyết là cái lỗi rất là không thể chấp nhận được. Chuyện gì đến thì đến thôi. Mình thi đấu với chị Giang. Ok, Quyết thấy rất là hào hứng. Trong đầu mình làm cá chiên ăn kèm với là xa xa thôi. Đến lúc đi tìm chai dầu không thấy chai dầu đâu hết, mà dầu ít quá không đủ chiên. Quay lưng ra thì thấy ba cái muỗng ở trên kệ với là cái dĩa. Thôi làm sao ceviche đi cũng được. Trong 15 phút đấy thì Quyết đã tính toán vào thời gian là một món potato espuma luộc khoai tây nghiền trong kem, dầu ô liu, muối, tiêu và bỏ vào bình nitơ, sau đó sóc bình nitơ. Quyết thì vô cùng bình tĩnh, kỹ thuật rất chắc chắn, về vị rất là ổn, nhưng sự nhanh nhẹn về thời gian, về tốc độ thì Giang lại vô cùng lợi thế. Khi mà đã nói bước vào hai người đấu đầu với 15 phút, người đầu tiên tôi nghĩ là chị Giang đã chiến thắng. Cho dù còn một phút một giây hay là còn một chút hơi thở nào, khi mà tôi tham gia chương trình Top Chef này thì tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng ấy.